xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Là Về Đất của mình. Hôm nay là sẽ có một món ăn giới thiệu với mọi người, hy vọng là mọi người sẽ rất là thích, bởi vì trời hôm nay nắng nóng. Đây mọi người xin hãy nhìn cái sự chuẩn bị của Mùa Đào của món ăn ngày hôm nay. Mọi người thấy đây là một con cá lóc hay gọi là cá trầu, tiếng địa phương gọi là cá trầu cá lóc đây. Mùa Đào sẽ hôm nay sẽ thực hiện cái con cá trầu này hai món mọi người nè. Món thứ nhất là canh chua, đầu cá và lòng cá nấu canh chua mọi người thấy. Để chuẩn bị cho nguyên liệu nấu canh chua thì thường thường nhà Mùa Đào sẽ ăn như thế này đây. Đó là chúng ta sẽ có đồ chua mua ở chợ, lá giang, một ít lá giang. Bên này chúng ta sẽ có này, mùa này chúng ta tận dụng xoài này, khế, rồi cà chua. Đây là những rau thì có giặt mùng và không thể thiếu rau ngổ mọi người nha. Đây là rau ngổ điếc, gọi là ngổ điếc, rau ngổ này. Vậy thì cái phần thân cá còn lại Mùa Đào sẽ làm một món mà chắc chắn mọi người sẽ rất là thích. Mà nhà mình thì thật sự món này mỗi lần mà kho thì ăn cơm thì phải nói là hết cơm. Đó là món cá lóc kho nghệ. Thì cái sự chuẩn bị của Mùa Đào đơn giản thôi. Đó là chúng ta có nghệ tươi, hành tỏi và ớt. Đấy, cộng thêm các loại phụ gia khác. Một tí Mùa Đào sẽ ướp thì mọi người sẽ thấy. Còn bây giờ thì Mùa Đào sẽ đi sơ chế con cá và sơ chế những cái loại thực phẩm này nha. Mọi người chờ trong giây lát. Con cá sau khi đã sơ chế mọi người xem đây. Mùa Đào đã sơ chế các cái nguyên liệu, các thực phẩm của món ăn hôm nay. Thì con cá đây là con cá lóc 1,3 kg nha mọi người. Đây Mùa Đào để nguyên một cái đầu rất là to và bộ lòng để mà nấu canh chua. Nguyên liệu canh chua là Mùa Đào đã giới thiệu rồi. Sau khi đã làm cái thành phẩm đây là khế này, rồi là xoài, chúng ta là tận dụng ngay mùa xoài mà. Chúng ta không có me, chúng ta tìm xoài, cà chua, là lá giang, rồi tất cả các loại để mà chúng ta nấu canh chua. Còn bên này thì Mùa Đào đã giả nè, nghệ nè, hành, tỏi, ớt, đấy, muối và bột ngọt cho vào. Người ta nói là không lăn chanh như hành không muối, mà cho nên chúng ta phải bỏ muối vào để giả hành. Còn chúng ta để một ít hành lại để phi. Bây giờ Mùa Đào sẽ đi vào cái công đoạn tiếp theo, đó là ướp cá. Mọi người cùng xem Mùa Đào ướp cá nha. Đây, chúng ta sẽ cho cá vào một cái nồi riêng. Ok. Đây. Chúng ta chừa cái đầu cá để chúng ta nấu chua. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho các cái gia vị vào. Tuy nhiên tôi bây giờ như thế này nè, bởi vì nếu chúng ta ướp riêng ra thì mất công. Nếu quý vị mà cảm thấy mà nó tiện, ta cho đầu cá luôn được, ướp luôn để tí chúng ta lấy ra nấu chua luôn được. Bởi vì chúng ta ướp hai bên thì mất công, cho nên Mùa Đào sẽ bật mấy cái cách này luôn, làm cho nhanh. Đúng nào? Đây chúng ta cho hết tất cả những cái này vào. Hành, tiêu, ớt, tỏi, thiếu tiêu thì chúng ta cho sau. Đây. Rồi bỏ ra ngoài. Bây giờ chúng ta đã cho một cái lớp nghệ, hành, ớt bên trên là con cá tương đối là bây giờ thấy màu sắc đẹp rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho các loại gia vị. Mọi người vào đây xem là cho các loại gia vị nha. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cho mắm. Chúng ta ướp cá, ướp mắm khoảng 3 muỗng mắm. Rồi. Chúng ta sẽ cho cà no, khoảng 3 muỗng cà no, 2 muỗng đầy được. Rồi, 3 muỗng lươn. Chúng ta cho tiêu vào. Bởi vì món này con cá lóc là bản chất nó tanh, cho nên chúng ta phải ướp tiêu, ớt, hành, vân vân, đủ thứ hết á. Tiếp tục chúng ta sẽ cho một cái loại thôi. Này chúng ta chỉ cho kari thôi nha. Một ít kari nhưng mà né cái chỗ cái đầu cá ra. Bởi vì cái đầu cá thì chúng ta một ít thôi. Chúng ta đảo nhẹ, sau đó chúng ta tiếp tục cho các loại phẩm khác. Đó cho tấm sơ tí cái kari qua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho bột ngọt vào. Bột ngọt nha mọi người. Bột ngọt khoảng gần một muỗng. Vẫn là một muỗng bột ngọt mà cho vào. Một ít đường, một thìa đường mọi người này, một thìa đường, một thìa đường có thể hơn một tí được. Rồi, tạo cái vị dưa và khi kho ra nó có cái vị ngọt 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 khe khe, rất là ngon luôn.
cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ cuối cùng là chúng ta nhà có dầu hào, chúng ta cho một ít dầu hào vào. Đấy, cái loại này kho rất là ngon, kho thịt kho cá rất là ngon. Cá chúng ta cho ít dầu hào thôi, không cần nhiều lắm đâu. Rồi, thế là bây giờ chúng ta sẽ đảo, chúng ta sẽ đem cái con cá ra buổi sáng này để mà đảo lên, đảo ướp, làm ướp nha. Kể cả đầu cá, lòng cá chúng ta ướp hết vào trong cái nồi này. Đấy. Bởi vì bây giờ là cũng khoảng 10 giờ hơn rồi, cho nên chúng ta sẽ làm luôn hai món một lần để ăn trưa và chia sẻ với mọi người luôn. Chúng ta vừa kho vừa nấu ăn chua luôn. Đấy, cái cá vẫn cái này cũng rất là nhanh thấm thôi, một tí chúng ta kho nó riêu thì nó sẽ thấm ngay thôi. Rồi, ok, phần việc tiếp theo là chúng ta sẽ lo cái đầu con chua trước. Trong lúc chờ cá thấm thì chúng ta kho, thì chúng ta sẽ lo cái đầu con chua trước. Này, mọi người chờ tí chứ, mọi người sẽ bật bếp. Chúng ta bật bếp cho nóng nồi. Đây, con cá bật bếp đây. Mọi người xem, rất là ok luôn nha, rất đẹp, màu sắc rất là đẹp. Một tí nữa là khi mà kho, chúng ta có một cách kho nữa là cực kỳ là hấp dẫn luôn. Chúng ta sẽ chia sẻ cách kho cá không bao giờ tanh mà hấp dẫn cực kỳ. Rồi, mình sẽ cho một ít dầu vào để tao cà chua. Ít đâu mọi người, không cần nhiều đâu. Mình sẽ đảo. Trong lúc chờ dầu nóng thì mọi người chờ một tí, mình sẽ đi lấy nước nha. Rồi, mình đào lấy nước vô. Bây giờ sẽ là nồi canh chua nha. Chúng ta sẽ làm công việc đầu tiên, đó là chúng ta phi hành. Đây, dầu nóng chúng ta phi hành. Hành phi vừa thơm là được rồi, không cần làm. Rồi, ok, đã thơm. Bây giờ chúng ta sẽ cho cà chua vào. Đấy, chúng ta làm từng việc một. Cà chua nha mọi người. Rồi, cà chua bỏ vào chúng ta sẽ đảo đều. Đấy, chúng ta sẽ đảo đều, đảo đều cà chua. Rồi bây giờ chúng ta cho gia vị vào này. Gia vị chúng ta cho vào đây khoảng 1 muỗng cà no để thấm cà chua, thế thôi, không thay một gì hết. 1 muỗng cà no. Chúng ta đảo, chúng ta thấm cà chua. Rồi, tiếp tục phần việc tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái đầu cá này vào này, cho đầu cá này vào chúng ta tao này. Bởi vì cá mà nấu canh thì nó cũng không cần thấm lắm đâu. Đấy, cơ bản là giữ cái độ ngon của con cá. Đấy, là nguyên là chúng ta nấu như một cái đầu cá luôn. Cho nên là chúng ta sẽ tao vào cá này. Có trở đều cả hai mặt nha mọi người. Nè, trở đều cả hai mặt. Đấy, cái đầu cá nó trở đều, nó chín đều. Trở đều cái đầu cá này hai mặt. Cái chín đều đi. Con quay vào cái nồi này. Đấy. Rồi, chín đều cả hai mặt. Cái cá nó chín đều. Bây giờ sẽ cho cái bếp ngồi cho nó sáng. Thì một cá đã chín đều chưa? Bởi vì nó có dầu cà chua cho nên là cá không có giờ nó cháy hết. Chúng ta mượn lên đây được bao, cá chín đều. Cái này chúng ta nấu hai món cùng một lúc. Lúc này là cá bên này chúng ta này, cá này là cá kho này, mọi người thấy không? Rất là hấp dẫn. Này, chúng ta ướp chỗ này cực kỳ hấp dẫn luôn. Một tí nữa chúng ta sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta kho mà ngon, hấp dẫn mà cũng ngon. Có một cái nghệ thuật của nó. Chúng ta đảo cá tiếp tục.
Rồi cái đầu cá mọi người thấy này, đầu cá đã ok rồi. Đây, đã thấm rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào. Chúng ta cho nước lọc rồi nha. Tùy vào khẩu phần ăn. Nếu nhà 3 người, 4 người thì chúng ta cho nhiều nước tí. Nhưng nhà của Đào thì hai vợ chồng, hai đứa con, cho nên là sẽ nấu một tô lớn tí. Miễn làm sao chúng ta cho nước nó phải xiết ngang mặt cá, nó qua cái đầu cá này. Người thấy này nó như vậy là ok rồi. Chứ không là cá, cái đầu cá nó nổi là không ngon đâu. Bây giờ mọi Đào sẽ tắt bếp. Xin lỗi mọi người, sẽ đợi nó vùng và bật bếp bên này. Không được nha, bếp là không luôn đấy. Bây giờ mọi Đào sẽ bật bếp bên này để nấu một ít nước sôi. Đây, chúng ta nấu ít nước sôi. Đây. Rồi bên nồi cá này thì chúng ta đẩy nó bung lại để chờ nước sôi. Chúng ta sẽ nêm nếm rồi cho các cái nguyên liệu vào để tạo ra nồi con chua hấp dẫn. Còn lúc này ta vẫn tiếp tục ngồi chờ cái nồi cá này để cho nó thấm. Chúng ta kho. Rồi mọi người chờ một tí nha. Mọi người sẽ chờ một tí. À mọi người bây giờ là cái nồi nước đã sôi rồi. Nồi nước sôi này, cô Đào bỏ xuống nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần việc tiếp theo, cá rất là thấm rồi. Đó là cô Đào sẽ bắt chảo và chúng ta sẽ tiến hành kho cá. Tại sao có nồi nước sôi thì tí mọi người sẽ thấy nha. Chúng ta sẽ cho vào. Cá này thì chúng ta chiên nhiều dầu một tí, cả kho nhiều dầu một tí. Đây. Trong lúc chờ cho dầu nóng, chúng ta sẽ kiểm tra nồi nước sôi này. Rồi ok, nước cũng đã sôi. Bởi vì cái nồi canh chua này là cái lượng người ăn nó cũng không có nhiều, cho nên chúng ta cho nước vừa phải. Và các bạn thấy là mọi người xem này, đây đây, mọi người xem này, nước sôi và cà chua cũng đã rục ra rồi. Đây, nếu chúng ta mà nấu mà nát quá, để lâu quá thì cá nó sẽ mất đi cái vị ngọt. Bây giờ chúng ta sẽ cho lần lượt vào nha. Mọi người xem cô Đào cho này. Đầu tiên chúng ta sẽ cho đây cái gì là gọi là giặt mùng. Chúng ta cho giặt mùng vào này. Này, mọi người thấy đây, Đào sẽ dùng màu lá này sạch xuống nha. Rồi, giặt mùng chúng ta cho vào trước. Còn riêng cái rau ngũ này chúng ta sẽ cho cuối cùng, nó thay cho hành ngọt. Tiếp tục chúng ta sẽ cho những cái đồ chua vào. Này, đồ chua này là đồ chua mua chợ đây, là cho vào luôn. Chúng ta dùng vá cho nó cũng hơi khó khăn đi. Rồi, rồi cho vào. Sau đó chúng ta đây đây. Còn riêng lá giang này á, mọi người biết không? Lá giang này mà không vò nát thì là nó không có chua. Chỉ có Đào sẽ vò nát. Đây. Tay sập thôi, mình nấu ở nhà mình ăn nè, nên là chúng ta phải dùng tay để vò đi. Rồi sau khi vò xong thì chúng ta sẽ cho vào, cho vào nồi luôn người ta. Ok, đấy, xong vào này chúng ta sẽ đảo và cũng cùng lúc chúng ta canh luôn cái bếp dầu bên này luôn nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cho hai cái phần còn lại, đó là xoài và khế. Chúng ta cho vào luôn xoài khế, chúng ta cho vào luôn nha mọi người. Ok rồi vừa sao. Bây giờ cái nồi canh chua này người xem này, gần đầy nồi rồi. Khi cho mà tất cả các nguyên liệu khác vào thì gần đầy nồi, và đồng thời bên này dầu đã nóng rồi. Chúng ta tiếp tục làm phần việc tiếp theo, đó là chúng ta chiên cá. Cá ướp rồi, bây giờ chúng ta hạ lửa nhỏ xuống. Rồi, chiên nhẹ nhàng nó. Rồi chiên chúng ta kéo để cho nó cá nó không bị ướp. Rồi, ok. Không biết ai đã từng làm cái món cá lóc kho này rồi ấy, thì cũng sẽ biết rằng là
món này chúng ta làm được rất nhiều thứ. Chúng ta kho, rồi làm lẩu, kể cả nấu mì, đủ kia hết. Cái phần gia vị ta để lại đó. Bây giờ phần việc tiếp theo là mọi người lấy một con đắp vung, đấy, đẩy sơ cái cá lại nha. Chúng ta cho lửa vừa đẩy sơ lại, rồi chúng ta chờ trong giây lát nha. Rồi cá của đầu ấn tượng là nó đã chín rồi mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trở cá, trở nha, trở qua mặt kia. Người ta nó rất là nhẹ nhàng, thì đây là chạy chống dính, và thậm chí là chúng ta để lửa nhỏ cho nên nó không có cháy, không bao giờ bị dính cá, bị dính chảo, rất là ngon. Nó trở rất là đều luôn, lửa rất là vừa này, người ta lửa vừa này. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy nó bung lại, và thời gian này thì mọi người kiểm tra bên cái nồi canh. Đây theo cô Đào thấy là nồi canh nó cũng gần được rồi đây. Đây, nước sôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho gia giảm vào. Đây, cái đại hũ muối đây. Bây giờ mọi người xem này, mình sẽ cho lần lượt các loại gia vị nha. Muối thì mình cho khoảng một thìa. Đây, hơn thìa. Rồi, chúng ta cho thêm 2 thìa nó. Nó chưa đổ ra. Chúng ta cho 2 thìa cà no mọi người. Và cuối cùng là chúng ta cho thêm khoảng nửa thìa mì chính nha. Phần thìa thôi, bởi vì nó ăn mì chính nhiều thì nó cũng tốt đâu. Rồi bây giờ con Đào sẽ thử xem, thử xem cái nồi canh của chúng ta đã đạt ở mức độ là bao nhiêu điểm, có vừa vặn hay chưa. Hy vọng chắc chắn là vừa, không thể tả được, vừa y luôn, rất vừa vặn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp, múc canh ra. Mọi người xem cái đầu cá còn nguyên nha. Đây, là múc canh ra. Nhà cỡ 3 người ăn thì một nồi canh này là ăn thoải mái vô tư luôn. Để cái bếp cá chúng ta cứ để lửa riu riu thôi, không cần để lửa lớn đâu. Rồi, đây mọi người thấy này, nồi canh tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho rau này, gọi là rau ngũ điếc. Canh chua thì không thể thiếu được rau ngũ điếc. Đây mình cho khoảng hơn một nửa, bởi vì cái này sẽ còn cho cái tô canh còn lại. Đấy, mọi người thấy bây giờ chúng ta đã có được một tô canh. Đây, một tô canh chua nhá, tuyệt vời mọi người. Rồi quay lại với nồi cá. Bây giờ nồi cá của chúng ta, mọi người thấy nè, thấm tháp rồi. Tuy nhiên đây, cái đầu cái ấm nước sôi nãy là nó phải có một cái tác dụng của nó. Bây giờ cô Đà sẽ cho nó vào trong gia vị nè. Chúng ta cho vào gia vị. Rồi chúng ta quấy đều cái chảo gia vị này. Rồi ta sẽ cho vô cái chảo nồi cá, qua ngang nước xíp 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 xíp. Rồi bây giờ mọi người cứ nghe Ngô Đào là chúng ta để đúng canh lửa đúng cho Ngô Đào khoảng 5 phút thôi nha. Chúng ta canh lửa riêu đúng 5 phút, đúng 5 phút. Từ khi chúng ta cho gia vị vào, chúng ta canh đúng 5 phút, rồi chúng ta tắt bếp, không cần nêm nếm thêm một cái gì hết. Và chúng ta sẽ có một cái chảo cá lóc kho nghệ cực kỳ ngon và hấp dẫn. Cuối cùng ta rắc lên đây một ít tiêu thôi. Bây giờ Ngô Đào sẽ đẩy bếp lại và canh lửa trong vòng khoảng, chúng ta không đẩy kín nha, chúng ta đẩy hở nè, đẩy nó vuông này hở một tí để cho nó bùng phát nhiệt. Rồi ok, mọi người chờ trong vòng 5 phút nha. Bây giờ là khoảng 5 phút rồi mọi người nha. Ngô Đào sẽ mở vuông ra. Và trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta cố gắng, chúng ta trở cá một tí. Bây giờ Ngô Đào sẽ trở lại một lần nữa.
10 cm này. Đây, 10 cm cái nồi cá bây giờ nó xích lại rồi. Đây, cá là đã rất là thấm tháp. Này, và nước thì cái này không còn gọi là nước đâu, cái này là dầu đấy, dầu và gia vị thôi. Nó thấm cùng cá và nó là rất là tuyệt vời. Bây giờ phần việc tiếp theo là cô Đào sẽ làm một việc cuối cùng chúng ta tắt bếp. Đó là chúng ta sẽ rắc tiêu lên. Rắc một lượt tiêu cuối cùng nha mọi người. Rắc một lượt tiêu chúng ta cho một khoảng muỗng tiêu. Chúng ta rắc đều. Đây, rắc đều lên toàn cái lớp cá này. Mọi người thấy này, đấy, cô Đào rắc là đều nha. Miếng nào cũng có hết. Rồi ok, một muỗng tiêu. Và bây giờ là chúng ta tắt bếp. Đây, để chúng ta thưởng thức xem là cái món cá này nó thành công ở mức độ nào. Đây, bây giờ làm sẽ múc ra ngồi đĩa. Người thấy là từng lá cá là vẫn còn nguyên nhá, vẫn còn nguyên si. Đây, cực kỳ hấp dẫn. Từng lá cá cũng nguyên si ha. Một con cá tương đối to, đây là cá đập. Đây, vẫn là cá tự nhiên nhé, là cá nuôi mọi người. Cá này là cá đập chứ không phải là cá nuôi đâu. Rất là to, mùa này là đập nó cạn nước. Do là đập cạn nước rồi chúng ta có thể cho những cái gia vị lên trên. Đây, mọi người thấy xem gia vị nằm xuống dưới này. Nào là hành tiêu, ớt, tỏi, nghệ, mọi người thấy không xích cái nào cả. Chúng ta cho lên trên lá cá này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang thưởng thức thôi. Mời mọi người cùng mua đào, sang A bà. Đây, đây là bữa trưa của nhà mình. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức trước, gọi là review trước. Rồi vợ con sẽ vào cùng ăn của mình nha. Bây giờ mình sẽ review cái món cá kho trước. Chúng ta sẽ làm một miếng cá kho. Mọi người thấy thì cũng rất là dai. Rất là dai chứ không phải là nó mềm nữa nha. Cực kỳ dai, chúng ta ăn phải cố gắng tiếp cái phần da này. Đấy, ăn cả cái da này. Cực kỳ là tấm đáp. Nóng hổi. Ngon quá. Béo thì cá dai thơm, tất cả những gia vị nó thấm vào. Nếu chúng ta có một nồi cá kho này ăn với cơm thì bảo đảm mọi người là hết cơm. Và bây giờ ông tư đó là nắm khoảng 11 giờ trưa rồi đấy, cho nên là chúng ta phải cũng rất đỡ bụng. Chúng ta cùng nhau vào bàn nhé. Đào mời chúng ta cùng nhau vào bàn ăn cơm trưa với cô Đào nhá. Bây giờ tiếp tục cô Đào thử thêm một miếng canh có đầy đủ nước nè, rồi xoài, nhật mung, khế vân vân đầy đủ. Cô Đào thử một miếng canh nha, tuyệt vời ạ. Buổi trưa này ăn chắc cao nhưng mà được cơm, mà trời mùa hè nóng được để chúng ta có một nồi canh chua ăn giải nhiệt rất là ngon. Một con cá quá lớn nên chúng ta chia làm hai món. Đấy, vừa ngon miệng mà vừa gọi là nó không, cái khẩu vị của chúng ta là nó được thay đổi. Quá tuyệt vời. Cái vị chua của cà chua, của xoài, đấy, của khế nó vừa phải, nó không có chua gắt. Và cái nước của cá nó ra cực kỳ là ngọt, thơm của rau. Cái này là cái rau ngũ rất là thơm nha, thơm rau ngũ. Và hút hết cái chén nước này là bảo đảm mọi người là mát, không cần đồ ngủ luôn, nó tốt mồ hôi nè. Quá ngon. Rồi, và đầu hôm nay cô Đào đã chia sẻ với mọi người cá lóc hai món. Một món kho nghệ tiêu và một món canh chua. Vậy thì theo cô Đào thấy là cái món này cô Đào làm từ đó giờ là luôn luôn thành công. Nhưng mà hôm nay có sự chuẩn bị kỹ càng hơn thì nó phải nói là thành công hơn nữa, cực kỳ là ngon. Đó, mong mọi người sẽ thực hiện món này để cho gia đình mình cùng thưởng thức. Nếu như ai là thích nhậu
thì buổi chiều làm một cái đầu cá như thế này, nấu con chua, mời bạn bè đến cùng uống lai rai vài ly rượu, nó tuyệt vời. Đấy, mọi người hãy cho Ngô Đào một subscribe, một like hoặc là một chia sẻ để cho cây Ngô Đào Vlog được phát triển hơn. Và Ngô Đào xin tạm dừng clip ở đây. Chúc mọi người buổi trưa ngon miệng. Xin hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Xin chào.